could be us. So back to what I was saying. Could be us. Cuộc sống hiện tại của Dung Mama phim Hoàng Châu Cách Cách mang tiếng ác cả đời, đi mua rau cũng bị đuổi. Ở tuổi 85, Dung Mama Lý Minh Khải vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn, cuộc sống sung túc, an nhàn bên con cháu, nhận vai vì ngưỡng mộ Quỳnh Dao nhưng mang tiếng ác cả đời. Hoàng Châu Cách Cách là bom tấn truyền hình của làng giải trí Hoa ngữ cuối thập niên 90. Bộ phim đã đưa tên tuổi của Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Phạm Băng Băng trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Bên cạnh vai chính thì tuyến diễn viên phụ cũng được đông đảo khán giả quan tâm, trong đó có Lý Minh Khải. Trong phim, bà vào vai phản diện Dung Mama, nô tỳ tâm phúc của Hoàng hậu, có tính cách nham hiểm, độc ác. Mỗi lần nhắc đến Dung Mama, khán giả sẽ nghĩ ngay đến những màn tra tấn giả mang bằng kim châm với Hạ Tử Vi, Tiểu Yến Tử. Được biết, Dung Mama là vai diễn cuối cùng tìm được diễn viên trong Hoàng Châu Cách Cách bởi những nghệ sĩ khác đều từ chối vì nhân vật quá ác. Thế nhưng, vì quá ngưỡng mộ nữ văn sĩ Quỳnh Dao nên Lý Minh Khải đã nhận lời dù trước đó bà chuyên vào vai chính diện. Có lẽ, Lý Minh Khải cũng không ngờ chính vai diễn này đã thay đổi toàn sự nghiệp cũng như cuộc sống của bà. Đúng như Quỳnh Dao dự đoán, Dung Mama là vai diễn ấn tượng và hay nhất Hoàng Châu Cách Cách, bởi sau bộ phim dù có ghét nhân vật nhưng khán giả cũng sẽ không quên. Vì quá nhập vai, diễn xuất chân thực nên sau bộ phim Lý Minh Khải bị khán giả ghẻ lạnh, cứ nghĩ bà là Dung Mama trên màn ảnh. Lý Minh Khải xúc động kể lại, tôi đi chợ mua rau, mua thịt, người ta mà nhận ra cũng không muốn bán cho bà già này. Họ bảo tôi độc ác quá, ăn uống làm gì và còn đuổi tôi đi chỗ khác mua. Tôi hiểu đó là thành công của bộ phim, nhưng là một người bình thường tuổi cao, quả có lúc buồn lòng. Các em nhỏ và người già nhìn thấy tôi đã la ó, họ bảo hay đuổi tôi đi, họ ghét các vai diễn của tôi. Tôi chỉ cười và nói với họ, mọi người hãy yên tâm, tôi là người tốt, tôi tên Lý Minh Khải. Lý Minh Khải từng kể, trong một lần đi taxi vì nhận ra bà là Dung Mama trên truyền hình, người này đã lạnh lùng nói, nếu biết là Dung Mama, tôi đã không chở. Dù bị ghét bỏ nhưng Lý Minh Khải vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Bà từng được chính phủ Trung Quốc trao huân chương, bằng khen ở cả lĩnh vực sân khấu và truyền hình. Tuổi già viên mãn bên con cháu. Khác với những gì thể hiện trên phim, ngoài đời Lý Minh Khải là người thân thiện, tốt bụng. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp bạn bè từng nghi ngờ về sự thành công của vai diễn do quá khác với tính cách thật của bà. Năm 2008, trong một show truyền hình, Lý Minh Khải đã xuất hiện cùng dàn diễn viên Hoàng Châu Cách Cách năm xưa có Triệu Vi, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Trần Chí Bằng, Trương Trí Lâm. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1936 gây ấn tượng với gương mặt hiền từ, phúc hậu. Nhiều khán giả vẫn ngưỡng mộ bởi U83 vẫn giữ được sức khỏe, tinh thần minh mẫn. Được biết ông xã của Lý Minh Khải là giáo viên trung học đã nghỉ hưu, con trai bà là giảng viên đại học và là một luật sư nổi tiếng. Theo truyền thông xứ Trung, nhờ con cái thành đạt nên cuộc sống của nữ diễn viên cũng sung túc, dư dả. Theo một video cháu Lý Minh Khải đăng tải trên mạng xã hội, ngôi nhà bà đang sống rất rộng rãi và khang trang. Vì tuổi cao nên Lý Minh Khải ít xuất hiện trên truyền hình. Tuy nhiên cách đây vài năm bà có góp mặt trong vài bộ phim như Giang Thành Cảnh Sự, Mãn Thương Tiến Thành. Thời gian rảnh rỗi bà thường lui tới nhà hát kịch để giao lưu khán giả hoặc tham gia một số sự kiện ra mắt dự án của đồng nghiệp. Đặc biệt, Lý Minh Khải được biết là người rất yêu động vật. Hiện bà đã nhận nuôi trên 10 chú chó, 20 chú mèo đi lạc. Trước đây, bà cũng từng nuôi hơn 10 con quả đen. Ngoài ra, Lý Minh Khải còn giúp đỡ những người lang thang hoặc học sinh có hoàn cảnh khó khăn,